Bảo Ngọc, em 18 tuổi. Em đang học cử nhân Anh và em là sinh viên năm nhất của trường Đại học Ngoại ngữ ở Đà Nẵng. Và em rất là vui khi mà mình được cấp visa du học Mỹ, và cái trường em học đó chính là University of Central Florida, và cái thời gian học của em sẽ bắt đầu từ tháng 1 năm 2023. Thì buổi phỏng vấn của em rất là ngắn, chỉ vỏn vẹn 2-3 phút thôi, nhưng mà lãnh sự hỏi em khá là nhiều câu hỏi liên quan tới ngành học cũng như là chỗ ở em sắp tới tại Florida. Thì khá là căng thẳng, nhưng mà em bằng cái sự tự tin mà em thể hiện ra thì cuối cùng đã thuyết phục được lãnh sự cho cấp em visa Mỹ. Cũng 5-6 câu hỏi gì đó liên quan tới ngành học này, cũng như chỗ ở nè, và lý do tại sao mà em chọn Florida để mà em học trong 4 năm đại học của mình. Em nghĩ yếu tố đầu tiên đó chính là sự tự tin và cái thần thái tỏa ra khi mà mình nói chuyện với lãnh sự, tại vì nhờ đó mà mình có thể thuyết phục được lãnh sự và mình có thể cho người ta thấy được cái sự quyết tâm của mình cũng như là cái niềm đam mê đi du học mà mình sẵn có. Và em nghĩ cái thứ hai đó chính là cái phản xạ nghe của mọi người, tại vì lãnh sự nói chuyện rất là nhanh, hỏi rất là nhiều câu hỏi trong cùng một lúc, nên là em nghĩ cái khả năng nghe phải thật sự tốt để mà trả lời đúng câu hỏi và đúng trọng tâm những thứ mà lãnh sự cần. Và cái thứ ba đó chính là trình độ học vấn. Nếu những bạn mà có ý định đi du học thì mọi người nên đầu tư cho mình một cái học lực tốt cũng như là những cái chứng chỉ cần thiết như là IELTS để mà mình có thể thuyết phục lãnh sự tốt hơn. Thật sự ra thì lần đầu tiên khi mà em có ý định đi du học thì em rất là hoang mang, bởi vì em không biết bắt đầu từ đâu, và nhờ một người bạn đã từng làm việc với New World, và bạn ấy cũng đã đi Úc, và nhờ vậy mà em mới biết được công ty du học này. Và em nghĩ đó là một cái quyết định sáng suốt của cuộc đời em. Đầu tiên thì em rất là xin cảm ơn chị Hòa và chị Trang đã đồng hành với em trong suốt khoảng thời gian từ lúc chọn trường cho đến lúc mà em có visa trong tay. Thì chị Hòa là người đã hỗ trợ em rất là tận tình trong việc tìm trường và tìm bang mà em sẽ học và ở trong vòng 4 năm tới. Và chị Trang là người đã giúp em điền tờ form 160 cũng như là cập nhật những cái thông báo mới nhất của trường tới em, và cũng như là giúp em việc phỏng vấn. Thì em rất là biết ơn hai chị. Và bởi vì cái trường hợp của em là một diện rất là khó xin visa vì nó liên quan tới relative, nên là cảm ơn chị Trang đã hỗ trợ cũng như là giúp em sửa những câu hỏi để mà em có được câu trả lời tốt nhất cho lãnh sự. Thật sự mà nói thì em rất là biết ơn mẹ và cô của em vì đã động viên em trong suốt khoảng thời gian từ cấp 3 cho đến lúc mà em sắp phỏng vấn visa du học. Thì mẹ là người đã động viên và hỗ trợ cho em trong suốt quá trình mà từ lúc mà em còn học cấp 3, khi mà em có niềm đam mê đi du học Mỹ, thì mẹ luôn luôn là người hỗ trợ và động viên cũng như là giúp em trong cái tinh thần như là vật chất, và em rất là biết ơn mẹ.